101 câu chuyện. Hello, xin chào các em nha. Đến hẹn lại gặp nhau. Hôm nay chị có bộ sticker trong suốt của những nàng tiên bướm nè. Rất là xinh đẹp luôn. Wow, xem nè. Còn chân trời gì nữa đúng không? Quá đẹp luôn, quá xuất sắc. Ây da, lâu lắm rồi á, mình không có chơi tiên bướm luôn đó các bạn. Đây. Đây ha, chúng ta tổng cộng là có 6 tờ. Cái chất của nó thì rất là dẻo luôn nha. Và có tấm thì sẽ có 2 tờ. Mà có tấm thì cũng chỉ... Ê lộn. Có tấm thì có 2 nàng tiên bướm nha. Còn có tấm thì chỉ có 1 nàng thôi. Và đây là một cái quyển sổ màu đen nha. Chị sẽ dán các nàng tiên lên đây giống như là những nàng tiên bướm đêm vậy đó. Rồi bây giờ đầu tiên thì chúng ta chỉ việc tháo ra thôi nha. Thế vậy chứ cũng phải hết sức cẩn thận. Để em thôi nó bị rách đó các bạn. Đây. Wow. À, thôi nó sẽ dán mắt rồi lên nha. Dán mắt rồi dán dày lên. Rất là đẹp luôn ha. Tóc vàng. Còn này thì là tóc tím nè. Ok. Cái cánh này thì đưa lên, cánh này thì đưa xuống. Cánh chuồn chuồn, cánh bướm bướm. Nhiều loại cánh đó nha các bạn. Rất là đẹp. Wow, còn này là cánh châu chấu hay sao các bạn ơi. Cánh còn ong người ta. Rồi có con mắt ở trên hay là có khi nào con này con ruồi không? Chứ là... Này, cắt người ta cắt cũng rất là ok nha các bạn. Lọt cũng dễ nha. Wow, cái nàng này thì phải nói là siêu đỉnh luôn á. Chị thấy tóc rất là đẹp. Này, nó cong 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 cong. Nhưng mà cái này nó trong suốt á. Cho nên là mình dán... Cô này thì nhìn có vẻ mộc mạc nha. Kiểu như là cây cỏ vậy đó, tiên bướm luôn hay sao đó. Cắm lạ quá. Trời ơi, cột tóc hai chùm nữa chứ. Các bạn có công nhận là những cái cánh nó rất là lạ không? Rồi đây nữa nè. Ok. Như vậy là chúng ta có tổng cộng 8 nàng. Váy rồi thì chị cũng sẽ sắp xếp xuống ở phía dưới đây luôn nha. Đây. Có rất là nhiều mẫu váy. Cái sticker này cầm nó rất là đã các bạn. Cái kiểu như là nó trơn, nó mượt lắm. Biết đủ chỗ không nữa. Nhỏ nhỏ xinh xinh nha. Trời ơi, có cánh rồi, còn đây còn có cánh nữa các bạn. Đó, phụ kiện thì chúng ta sẽ dán sau ha. Còn bây giờ thì chị sẽ dán một hàng váy ở đây. Tên 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 tên. Đây, còn rất là nhiều mắt và phụ kiện. Bây giờ thì chị sẽ dán mắt và phụ kiện trước nha. Và chúng ta cũng sẽ giao kèo không chỉnh sửa ha. Nhưng mà cái này là tích cơ trong suốt thì chị nghĩ là nó sẽ rất là dễ dán nha. Không chỉnh sửa và cũng không cho dán bằng nhíp luôn, phải bóc bằng tay. Đó, để cho coi cái độ chính xác. Đây các bạn có mắt tím và mắt xanh nha. Trời ơi, trong mắt mà nó có hình mấy con gấu luôn nè trời ơi. Đây, chị sẽ dán và không chỉnh sửa. Và sẽ dán thật nhanh nha. Cuộc thi này là chúng ta sẽ thi dán thật nhanh luôn. Cho nên không suy nghĩ nhiều. Đây. Các bạn chú ý xem chị có gian lận không nha. Yeah, chết rồi, nó muốn rách rồi à. Nó có cái phần trong suốt nè, cho nên là dễ dán hơn. Rồi, tới hai cô này ha. Chị cũng sẽ dán vô. Ok. Có bị lệch không các bạn? Đó, thì dán nhanh nữa chứ. Trời ơi, khó ghê luôn á. Rồi, tiếp tục nha. Hy vọng rằng đó là chỉ có 8 cô thôi, chị sẽ dán rất là đẹp. Đó, cũng dễ lắm các bạn, thấy chị làm lia lịa không? Làm rất là nhanh luôn đó, ok. Còn đây, hai bạn nữa nè. Ý chết rồi, ôi trời ơi, chết rồi, mắt to mắt nhỏ. Tự nhiên à, bởi vậy, lỡ rồi nha, xin lỗi hai nàng tiên sau cùng.
chết chết rồi. Đổi mắt cho nhau. Kệ đi, bù lại thì chị sẽ cho bạn một đôi giày này nè. Đó, rất là đẹp luôn, khỏi suy nghĩ luôn. Nó bóc là dáng cho các bạn. Đó, đây nha, hồi nãy là mắt nha, bây giờ là giày. Chúng ta, trời chết rồi chết rồi, sao cái đôi giày này nó có tí xíu vậy. Như vậy thì nó chỉ phù hợp cho cái nàng này thôi. Như vậy là cũng có giày lớn giày nhỏ nè các bạn ơi. Chị tưởng đâu là nó sẽ giống nhau hết một cỡ chứ. Hai giày, hai giày. Dán giày hình như nãy giờ chưa bị sai luôn á nha. Đó, nó dán hẳn một đôi vô như thế này nè các bạn. Mình không có phải bị lộn chiếc này chiếc kia. Trời ơi nó nhỏ. Ôi, trời ơi nó nhỏ quá chết rồi, bị méo xẹo luôn. Và sau khi dán xong thì chị mới phát hiện là nó không có đủ giày các bạn. Chị đã kiếm hết luôn rồi mà vẫn còn thiếu một hai đôi. Còn thiếu hai đôi giày này nha. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra kỹ lại nè. Đó, tờ này không còn gì hết trơn. Đây, tờ này thì chỉ còn mấy cái hoa hoa gì thôi. Tờ này là hoa với lại vòng vòng đeo đầu rồi nha. Đây, hai nàng này á là không có giày cho nên bù lại chị sẽ cho gắn nơ. Đó, cô gái tóc vàng thì sẽ không được đeo nơ mà sẽ là cho cô tóc tím nha. Tóc vàng thì sẽ được đeo cái này nè. Đó, tại vì không có giày á các bạn. Ok, có đôi bông nè, cho bạn tóc tím luôn đi. Bù lại là không có giày. Đó, và cái cặp này là cái cặp gì chị không biết nữa. Cắm thì ai cũng đã có cắm rồi, thôi thì chị sẽ cho đội ở trên đầu luôn như thế này. Chứ ở dưới chân là đã có cắm rồi đúng không? Đó. Còn ở đây thì có hoa rồi nha các bạn. Cho nên là chúng ta có thể trang trí thêm. Tại này ngay đây có cắm nè. Cho nên là chị sẽ đính như thế này. Còn phụ kiện nha, cho nên chúng ta sẽ chia sẻ cho những nàng tiên khác. Cô này là nãy giờ chị rất là thích luôn thôi. Nhưng mà sẽ cho bạn này đi. Tự nhiên thấy bạn này dễ thương quá. Rồi à, bạn này cái tóc quá đẹp rồi ha, chúng ta chỉ cần thêm cái này trên đầu nè, đó cho nó lạ lạ. Và cho hơn một chút nữa mình mới cầm được cái này rồi. Rồi bông hoa này chị sẽ cho cái cô này nha, cô tóc nâu hiền dịu. Wow, và có đôi bông nữa nè, đôi bông tím này thì chị sẽ cho cái cô này đi. Đó, ok. Rồi còn cái này chút xíu xíu là cái gì chị cũng không biết nữa nè. Chắc là trang trí ở trên tóc luôn á các bạn ơi. Đoán vậy thôi nha. Trời ơi, nó đắt. Ha ha. Về thì sẽ cho bạn này đi. Đó, đó. Rồi còn có cái nhành hoa này nữa. Chị sẽ cho này. Coi như là ai cũng được trang trí hết nha. Đẹp chưa? Đây nè, đó, chúng ta đã trang trí xong rồi. Đó, chưa có mặc đồ nha. Các bạn nhìn xem. Đẹp chưa? Rồi xem chị dán có ok không? Con mắt này nó bị lệch nè, bên cao bên thấp. Dán xuống nền đen thì hình như nó không có được đẹp lắm ha. Trời ơi, tội nhất là hai bạn này nè. Con mắt. Rồi bạn này nữa, xinh đẹp quá. Ok. Thôi, coi như là cũng tạm ổn, cũng khá là xinh đẹp. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu dán váy nha. Chị cũng sẽ dán ngẫu nhiên luôn. Như thế này, ok. Cô này có bông hoa nè, phù hợp với lại cái cô này có tóc bông hoa. Đây. Còn cô này, đây có cái hoa nè. Chị cũng sẽ cho cô này mặc vô. Ôi, cái đầm này nó dài quá. Xin lỗi nha, chị sẽ tháo ra để cho bạn kia che cái chân lại. Tại vì cái chân bạn kia là không có giày. Đó, cái sticker này tháo cũng dễ nha. Trời ơi, không có giày nhưng mà cái bạn này thì lại to cho nên vẫn lòi giày ra. Em vẫn lòi cái chân ra. Chết chết chết, chị đã vi phạm. Xin lỗi nha, xin lỗi bạn này luôn, chị đã vi phạm. Tại vì hồi nãy là chị đã dán cho bạn đó rồi. Hồi nãy quy định là dán rồi là không có đổi. Tự dưng chị đi đổi, xin lỗi các bạn nha. Chị sơ ý. Đây, dán cho bạn này rồi. Thì là của bạn này, không có được đổi. Quên nữa chứ. Mình đã giao cái luật ra rồi đúng không? Rồi, đẹp quá đẹp. Mai không thôi là bị các bạn nói là chị ăn gian rồi, thôi cái áo này nhỏ quá, chưa dán nha. Đó,
chị sẽ tìm một cái váy nào to to để cho các bạn ở trên. Đây. Như thế này. Đây, sẽ cho bạn này. Rất là đẹp nè. Trời ơi, cái váy này cũng có tí xíu à. Chắc là dán cho bạn này quá. Đó. Và đây là cái váy cuối cùng. Tin 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 tin. Sau đó thì sẽ có cây gậy phép thuật cho chú bướm. Các bạn đoán xem chị sẽ phong cho ai làm chú bướm đây. Bạn này cũng giơ tay, bạn này cũng giơ tay, bạn này cũng giơ tay. Nhưng mà chỉ có một cây thôi, mình sẽ cho bạn này. Đó, bạn này giơ tay cao nhất nè. Tiếp theo thì chúng ta... Ôi, mấy cái này không có tháo được các bạn ơi. Chị tưởng đâu là những cái này người ta cắt ra, nhưng mà không. Không có tháo được nha, người ta chưa có cắt. Cho nên là phần chơi bộ sticker của chúng ta đến đây là kết thúc rồi đó. Đó, rất là nhanh luôn và rất là đẹp luôn nha. Đó, đặc biệt luôn là các bạn có thể tháo mấy cái bạn này ra. Đó, tháo này nè. Rồi, mình có thể dán lên trên tay, nói chung là dán lên trên tường nhà. Đây ha, chúng ta có thể dán lên trên tường nhà như thế này. Cũng rất là đẹp nè. Đây nha, chị sẽ cho tiên bướm mà bay trên nhà của chị. Nói chung là có thể dán ở trên tầng, trên chỗ nào cũng được, laptop học hoặc là móc bảo hiểm. Wow, và ai cũng rất là xinh đẹp đúng không? Chỉ là không biết ai sẽ là người đẹp nhất thôi. Đó thì phải nhờ các bạn bình chọn nha. Đây, trời ơi, nàng này cũng quá xinh luôn. Quá xinh, ai cũng xinh. Ha, trên cái nền đen hình như nó không có được đẹp đúng không các bạn, tháo ra vậy nè. Đó, cái sticker trong suốt này nó rất quan trọng cái nền luôn các bạn ha. Trên cái tay chị thì rất đẹp nè, nhưng mà trên cái nền đen hồi nãy á thì chị thấy hình như nó không có được đẹp lắm. Đây, thấy chưa, nàng nào thôi tháo ra thì cũng rất là xinh luôn. Ok, và như vậy là video của chị đến đây đã kết thúc rồi. Các bạn hãy bình chọn cho chị xem ai là người đẹp nhất nha. Chị sẽ đếm số nè. Số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8. Và hãy xem coi là chị mắc hết bao nhiêu lỗi nha. Khi mà dán cái này á. Trời ơi, đẹp chưa? Chú gần này thấy đẹp quá không? Đừng quên cho chị một like và một đăng ký thành viên kênh nha. Còn bây giờ thì chúc các bạn luôn xinh đẹp và may mắn. Nếu như mình chọn được nàng tiên bướm xinh đẹp nhất thì nàng ta sẽ gọi là ban sự may mắn cho các bạn đó. Yêu các bạn nhiều, chúc các bạn vui. Bye bye, bye bye, bye bye.